Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Rồi mọi người ơi, và đây chúng ta sẽ tiếp tục gọi là tiếp tục đến với cái chương trình lên rank thần tốc ngày hôm nay. Và đây, đối với cái vòng bo như thế này, đó, cũng như là thật ra là đối với cái đường bay như thế này, mình nói hơi nhầm xíu, thì anh em sẽ lựa chọn cho mình cái khu nhảy dù, anh em qua Loren nhá. Qua Loren sẽ là một vị trí khá là ổn. Theo như mình dự đoán như vậy, đồ ở đây cũng khá là ngon. Chẳng qua là anh em sẽ phải lựa chọn cái đường bay nhá, tránh kẻ địch đi một xíu. Đầu trận anh em không nên giao tranh, dành cho những anh em mà muốn lên rank thần tốc. Còn những cái bạn nào mà muốn khô máu thì ok, mình không còn lời nào để nói. Hoặc là những cái bạn pro thì ok, cũng sẽ không cần phải bình luận về cái livestream này. Mình chỉ hướng dẫn cho những người mới chơi hoặc những cái bạn mà muốn lên rank thần tốc nhá. Được rồi mọi người, từ nãy giờ thì anh em thấy không, kẹo chưa hề bị trừ bất cứ một điểm rank nào. Nếu như mà anh em ở rank bạch kim, với những cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho anh em. Được rồi anh em, vào đây, mình đã có được ngay một khẩu format. Chúng ta có thêm một cái khẩu spam 12 nữa. Combo mình chia sẻ với anh em đấy là anh em cứ dùng một súng trường này, một súng tiểu liên này. Tầm đấy là nó ok rồi anh em ơi. Đơn giản thôi mà. Vào đây chúng ta sẽ qua đây xíu qua này. Có thêm bom keo này, máu các thứ này anh em. Được rồi mọi người ơi. Máu hơi ít này, chúng ta sẽ phải đánh đổ đi một xíu đạn súng trường đi. Không cần. Đơn giản là nãy mình còn lượm thêm cả đạn thủ liên nữa nên nó dày đấy anh em. Ba lô một này, Sida vãi trưởng. Đầu trận của mình thì anh em nhảy những cái khu nó vắng người một xíu này, theo cái đường bay nha mọi người. Đó, theo cái khả năng dự đoán của anh em nữa. Anh em càng chơi nhiều trận đấu thì khả năng dự đoán của anh em sẽ cao hơn. Được rồi mọi người. Cũng như là anh em sẽ cần phải cân đối giữa đạn súng trường này với lại đạn súng tiểu liên. Đấy, cân đối thôi anh em. Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, anh em lựa chọn cân đối vừa phải nhá. Đạn tiểu liên hơn đạn súng trường một xíu, như thế là ổn nhất. Tính lượm thêm máu nhưng phát hiện ra là mình không có ba lô anh em ơi. Chia sẻ với anh em sẽ cần phải lượm thêm cái ba lô nó chất lượng hơn nữa. Nhưng ngoài này này, chúng ta sẽ có ba lô 2 này. Chứ nói thật với anh em, ba lô 1 nó không hỗ trợ cho anh em lượm được nhiều đồ đâu. Ok anh em, let's go nào, chúng ta sẽ có này xíu coi. Ở đây thì anh em có thể là tìm được một khẩu Scar nhá. Đó, chính là cái combo mà mình hướng đến, mình hướng dẫn cho anh em. Hai cái khẩu súng phải gọi là dễ bắn nhất trong game Free Fire. Thì nó là hai cái khẩu này rồi nha anh em ơi. Cũng như là cái tính cơ động của nó cực kỳ là cao, đối với Scar cũng như là đối với MP40. Thì mình tranh thủ ở đây lượm thêm xíu đồ này mọi người này. Đấy. Ok. Thì lượm như thế nào là đủ đồ và anh em có thể thủ được. Đấy là anh em sẽ cần giáp 3, mũ 3 và ba lô 3. Những cái trang bị mà tạm gọi là ổn nhất. Đấy, hoặc là anh em pro hơn thì lượm được giáp 4 này, giáp 4.5 này do anh em nâng cấp này. Đi thôi mọi người ơi, cảm giác khi mà anh em đã loot đồ gần xong cái khu Loren có một đứa. Một đứa đấy, anh em kệ luôn anh em. Không cần giao tranh làm gì cả. Nếu như mà anh em muốn khô máu thì anh em có thể là quay lại. Còn đối với mình, khi mà đồ của anh em chưa ngon, anh em sẽ không cần giao tranh, cũng như là đầu trận. Đối với những cái game thủ chuyên nghiệp thì người ta cũng sẽ áp dụng những cái chiến thuật như vậy. Thì đấy là mình đã theo dõi một số những giải đấu Free Fire rồi anh em ơi. Đó, là chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Thì đây là kinh nghiệm để cho anh em sống dai nhá, chứ không phải là kinh nghiệm để cho anh em lên rank huyền thoại đâu. Bởi vì là lên rank huyền thoại ấy, thì nó phụ thuộc vào khá là nhiều kỹ năng của anh em. Đã lên rank cao thì càng rank cao sẽ càng cần càng nhiều kỹ năng hơn. Đấy, càng cần nhiều kỹ năng hơn, mình nói hơi sai tí, anh em thông cảm. Thì các bạn vừa chạy vừa quan sát xung quanh, cũng như là lượm cho mình được những trang bị ngon nhất. Ở đây thì mình giáp ok rồi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là đấy, cái mũ này, mũ thì cần lựa lên cái mũ 3 đi anh em. Mũ 3.
Về cái việc mà đầu tiên anh em nhảy dù thì đấy, nó sẽ là về phần anh em dự đoán thôi. Bởi vì khi mà cuối đường bay nó sẽ có hai hướng, trái và phải. Được rồi mọi người, với cái bo đầu tiên thì anh em cứ chạy theo dìa bo thôi, cố gắng lượm nhiều trang bị ngon nhất. Ok ok, 8 thì máu hả, hơi nhiều rồi. Đánh đổi một xíu thì chúng ta sẽ có thêm băng đạn súng tiểu liên. Mình thấy thế này cảm giác nó ổn hơn so với lúc nãy. Đấy, đạn tiểu liên này có 144 viên này. Thế này là ổn rồi. Bởi vì kiểu gì anh em cũng sẽ sử dụng đạn súng tiểu liên nhiều hơn so với cái khẩu đạn súng trường của chúng ta anh em ơi. Thì dành cho những anh em lên rank thôi. Chứ nói thật với anh em, những cái fan cứng của kẹo ngày hôm nay ở đây, bình thường là mình chơi cực kỳ là cục súc, cực kỳ là khô máu luôn. Nhưng ngày hôm nay hướng dẫn cho những anh em đấy, hướng dẫn cho anh em lên rank hiệu quả, lên rank thần tốc luôn. Được chưa anh em? Như anh em có thể thấy là nãy giờ mình like gần 2 tiếng rồi nhưng chưa một trận nào bị trừ điểm rank. Được rồi anh em. Thì pha này có thể là mình tiến vào vòng bo hơi sớm, nhưng mà cũng vì cái nhu cầu của chúng ta. Đấy, nhu cầu chúng ta sẽ cần lượm cái mũ 3, ba lô 3 nữa. Bởi vì là đây thì nó cũng sẽ bị ngăn cách, ngăn cách bởi một cái cây cầu mãi ngoài kia cơ. Thế anh em có thể sử dụng cáp treo nha. Mình sẽ sử dụng cáp treo để qua cái sườn bên kia nha anh em. Trên này có một cáp treo nha anh em, hỗ trợ cho anh em qua được cái khu vực bên cạnh này, sườn gỗ này. Đó thì qua sườn gỗ anh em có thể tiếp tục loot đồ. Mình nghĩ là qua bên này nó sẽ an toàn thôi, sẽ không có quá nhiều kẻ địch. Trên này thì cũng như vậy nha anh em ơi. Đây mới chỉ là bo đầu tiên thôi, anh em có thể thư thả thoải mái loot đồ nhá. Lên rank để làm gì hả anh? Thì bây giờ mình nói cho anh em nghe này. Lên rank thì để anh em có thể xin vào một số những cái quân đoàn mà người ta cần rank cao. Đó, ví dụ như là tối thiểu là rank kim cương, như quân đoàn của kẹo chỉ cần rank bạch kim thôi. Bởi vì anh em chơi với nhau vui vẻ là chính. Em bên trên có người, bên trên có người nhảy xuống. Bên trên có một đứa đang thủ cho anh em cuốn máu full. Lên vả nó, một đứa trên nha anh em. Nó đang canh mình rồi, đang canh mình rồi. Bình tĩnh. Nó đang canh mình rồi anh em ơi. Mìn à? Làm sao? Mìn hẳn sao mày? Làm sao em ơi? Ok. Đấy là cái kỹ năng nha anh em, chỉ cần di chuyển từ từ thôi. Thật ra thì anh em sẽ phải đứng ở dưới nhảy lên. Nhưng mà đối với những cái pha chết vì mìn thì nó cũng khá là hên xui. Thế nên là không chia sẻ kinh nghiệm anh em làm sao để tránh khỏi mìn thì nó cũng chỉ là tương đối thôi. Thực ra mìn nhiều khi anh em cảm giác tránh mìn nó khó khăn phết anh em ơi. Anh em check không có. Nhưng mà khi anh em lên lại xanh mộ. Đấy. Được rồi mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục đến với xưởng này nha anh em. Mũ 3 đã sẵn sàng, giáp 3, ba lô 3, phụ kiện thì khá là ok rồi. Và chúng ta ăn nấm để thêm EP nào. Được rồi mọi người ơi, trong xưởng tầm này thì hầu như là đồ đạc đã bị loot hết rồi. Nhưng mà chúng ta có thể là lượm lặt xem còn cái gì không, lượm lặt luôn. Đấy thì nó không có đề gì cả đâu anh em, đồ anh em cũng ổn rồi mà. Anh em thấy chưa, bom keo có tận 9 quả luôn. Thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em cực kỳ là nhiều luôn nhá mọi người nhá. Let's go nào mọi người. Chúng ta sẽ qua bên này nha anh em. Tầm này thì bot đầu tiên mới đang thu lại thôi. Mọi thứ nó đang rất là nhẹ nhàng. Mình sẽ vứt bớt đạn xuống trường đi, lượm thêm đạn tiểu liên. Đấy là cái kinh nghiệm mình chia sẻ với anh em. Bởi vì là kiểu gì anh em dùng đạn tiểu liên thì bắn nó cực kỳ là tốn, nó không như đạn súng trường. Ví dụ như là cái khẩu MP40 này này. Đấy, bắn hết một băng, kill một kẻ địch mà anh em mất tận 28 viên. Nhiều khi là anh em phải xài hai băng cơ. Còn đạn súng trường thì cảm giác anh em bắn nó sẽ bớt hao hơn. Đây, thầy giáo kẹo tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho anh em đây. Đấy, thì với những cái kinh nghiệm đơn giản như vừa rồi thì anh em đang đứng ở top 20 rồi nhá. Hết cái trận này thì đảm bảo với anh em là kẹo sẽ lên kim cương. Bởi vì là ngày hôm nay thì bắt đầu buổi live là mình đang ở bạch kim 3. Thì với kinh nghiệm leo rank thần tốc thì chia sẻ với anh em. Vãi cả trưởng. Dính mìn nha. Đấy thì chia sẻ với anh em rồi. Nhiều khi ấy, anh em dính mìn ấy thì rất là khó để đỡ được. Thôi tốt nhất là anh em tránh xa những cái căn nhà đây ra. Nếu như mà anh em may mắn sống sót, bởi vì là những cái đứa đây chúng nó hay gầy mìn lắm. Tránh mìn thì rất là khó tránh. Anh em chỉ có thể là tránh được phần nào thôi.
Bởi vì là nó còn phụ thuộc vào giáp của anh em nữa. Rồi nó đặt mấy quả đấy anh em ơi. Đối với xe này anh em không cần sấy, nó chỉ gây ra tốn đạn thôi, nó không giải quyết được việc gì cả anh em ơi. Đây ok, trên này có thính này. Chạy vào bo trước nó sẽ quan trọng hơn. Bo tiếp theo sẽ thu tại thị trấn nha anh em. Tầm này thì anh em nên chạy vào bo trước nha anh em. Đấy, các bạn có thể chạy làn trong, làn trong cảm giác an toàn hơn. Rồi nha anh em, thì các bạn tầm này sẽ nên chạy vào bo trước nha, và lựa chọn cho mình được một vị trí thủ. Thế là ổn rồi, anh em không cần phải di chuyển quá nhiều đâu. Hello, thầy Giáo Kẹo xin chào tất cả anh em nha. Đây, thầy Giáo Kẹo chia sẻ cho anh em kinh nghiệm lên rank thần tốc đây mọi người đây. Các bạn chờ kẹo xíu nha. Ok ok này. Thì đối với cái vị trí như thế này thì mình nghĩ là anh em sẽ nên lên những cái căn nhà. Đó, có những cái căn nhà mà nó chỉ có một lối lên là ok nhất. Những căn nhà một lối lên, và đặc biệt là những cái căn nhà tầng như thế này. Đây đây. Ví dụ như là đây, có một cái mẫu điển hình này, anh em có thể lên được căn nhà vàng này nha anh em. Đó. Mình sẽ lên nhà này anh em. Bên cạnh này thì cũng đông người đây. Anh em không nên nổ súng làm gì cả. Chỉ có thằng nào mà anh em cảm giác ăn được thì anh em sẽ ăn nó. Còn không thì các bạn ngồi đây. Đây anh em ngồi đây nha, tầm này, ngồi tầm này. Đó. Canh xung quanh. Thật ra thì anh em ngồi đây và lắng nghe tiếng chân thôi nhá. Ở đây thì có khá là nhiều căn nhà cho anh em lựa chọn thủ. Lựa chọn ở căn nhà thủ này thì anh em sẽ có lợi nhất này. Anh em đứng đây này. Có những đứa nó chạy lên nha anh em, cầm sấy này. Đó, rất là dễ luôn. Chia sẻ kinh nghiệm với anh em như vậy. Và cái địch nó cực kỳ là khó bắn, bởi vì có thể là chúng nó sẽ bắn nhầm vào những cái, đây những cái lan can này anh em ơi. Ok ok. Bo đang thu lại rồi. Và xin nói lại với anh em, chúng ta đang ở vị trí top thứ 14 rồi nhá. Đây anh em chờ xíu này. Top 13 rồi anh em ơi. Tầm này thì anh em chỉ cần ngồi yên tĩnh, đồ đạc mọi thứ đã khá là ok rồi, các bạn có thể là nghỉ ngơi đấy. Anh em nghỉ ngơi, tay anh em có thể gọi là ui dồi ôi đấy, quay đi quay lại, xoay cổ tay, xoay cổ khớp để chuẩn bị cho những cái pha giao tranh cực kỳ là căng tiếp theo nha. Với 7 túi máu thì thật sự là bây giờ mình đã quá tự tin rồi, bởi vì đầu trận mình rút cực kỳ ổn, giáp 3, mũ 3, ba lô 3, với bom keo, với lại đạn súng trường cực kỳ cân đối, với combo mình chơi đã khá là quen rồi. Và phải nói là combo SK với lại MP40 là combo nó dễ nhất trong game Free Fire anh em ơi. Được rồi anh em, các bạn tiếp tục ngồi đây nha cho mình nha. Có xe ở ngoài thì đây đấy, có hai xe nha anh em, hai đứa chuẩn bị gặp nhau rồi. Tầm này thì anh em vẫn không cần phải di chuyển vội, đơn giản là các bạn vẫn đang ở trong bo nha anh em. Đấy, đang ở trong bo nên anh em không cần phải di chuyển vội. Đặc biệt là anh em có thể zoom to lên để xem này. Đó, tầm này anh em vẫn đang ở trong bo nhá. Sẽ có một số đứa ở bên cái đảo bên cạnh chạy sang. Thì chúng nó giao tranh một hồi thì kiểu gì cũng sẽ còn dưới tầm khoảng 10 kill trở xuống nha anh em. Băng đạn cho MP40 hả? Ok cũng được. Đấy thì anh em lưu ý nhá, nên cho cái băng đạn level cao hơn, cho những cái khẩu súng tiểu liên nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều. À được rồi mọi người ơi. Rồi ok, một đứa vẫn đang chạy xe xung quanh để dò người. Nhưng lúc này anh em không nên bắn súng nhá. Nó đang chạy xung quanh đấy, đứa nào mà nổ súng cái nó biết vị trí là nó lên ngay anh em ơi. Tầm này ấy, không phải một mình anh em solo với thằng kia, mà đang còn tận 10 người chơi nữa cơ. Thế anh em phải hiểu là, anh em phải hiểu là anh em không nên vội vàng vào lúc này. Bo đang thu lại rồi nha mọi người ơi. Ok ok. Có đứa gạ giao chảo này. Có đứa gạ giao chảo anh em ơi. Bình tĩnh nào. Nó đang ở rất là gần mình thôi, chứ là mấy căn nhà xung quanh thì anh em không xa đâu. Vâng, anh em đang ở vị trí top 9 rồi nha anh em. Hôm nay là thầy Giáo Kẹo hướng dẫn anh em lên rank thần tốc nhá. Đã chuẩn bị chạy lên à? Lên đây. Nó đang ngồi xem có người không đây anh em. Lên đây. Lên đây anh em ơi, lên đây.
lên đây anh em, lên đây, lên đây anh em ơi. Lên đây anh em, lên đây, lên đây này. Lên bảng đi em. Lên đây sao nổi, ta còn tính xây anh cơ. Từ từ anh em ơi. Chúng ta sẽ lại nhảy xuống thôi anh em, tập này anh em không cần rút đồ nhá. Nhảy xuống luôn. Chạy được bên này. Tranh thủ ăn được nấm thì nó sẽ là một lợi thế nha anh em. Các bạn sẽ lại tiếp tục nhanh chóng chạy vào bo nhá. Còn 7 người chân nữa thôi. Anh em nếu như mà được anh em nên chạy vào giữa trung tâm bo luôn. Nó sẽ là một cái vị trí vô cùng lợi thế. Tầm này thì mình thấy là để chạy vào trung tâm bo nó hơi khó. Hoặc là nó sẽ cảm giác hơi khó anh em ơi. Nên là anh em đứng ở đây cũng được. Không cần thiết phải chạy vào nhá. Có đứa đang xài giảm thanh, có đứa đang xài giảm thanh. Anh em tránh xa ra anh em. Rồi sao? Vị trí top 7 rồi anh em ơi. Có đứa đang xài giảm thanh nha anh em. Đứng ở đây thì anh em có thể là quan sát xung quanh rất tốt nha. Đứa nào chạy qua đây anh em cũng có thể nhìn thấy được. Vét những đứa chạy rìa bo nhá. Không có hả? Lên thẳng phía trước nha anh em. Vào tạm căn nhà này trú đi. Có xe ở đây, khả năng cao có người. Có đứa trong nhà anh em, một đứa trong nhà nhá. Qua đây. Một đứa trong nhà nha anh em có thể là lựa chọn di chuyển lên trên. Bắn hút lên trên mà anh em. Anh em di chuyển ở trên luôn, không cần phải gọi là hơn thua với nó làm gì cả. Đó, tầm này anh em cứ lên trên thôi nhá. Bo càng ngày càng nhỏ rồi anh em, bo tiếp theo sẽ lên ở đây. Như vậy là kiểu gì cũng có đứa ở trên nhá. Nếu câu liệu được, có đứa ở trên thì hai anh em. Nhưng mà sẽ khá là khó khăn đấy. Từ từ anh em, từ anh em ơi. Có người, có người. Có đứa ở trên, có đứa ở trên. Kệ nó, kệ nó. Anh em ra ngoài nhá, không nên vào trong làm gì cả. Mình sẽ check. Có đứa ở trên nha anh em. Đứng đây, đứng đây. Bo đã thu lại rồi, anh em sẽ đứng ở ngoài nhà nhá. Vào nhà thì khả năng anh em đai cao lắm. Thế nên là anh em ở ngoài nhá. Đổi qua bông keo đi. Sao đấy? Qua đây. Bom keo thế này thì ổn luôn anh em ơi. Ổn luôn nhỉ anh em. Đậu xanh này thì kia đứng lại. Đứng lại. Bỏ lỡ rồi thì thôi nha anh em. Bây giờ đây có một đứa này. Đậu xanh này. Từ từ anh em. Từ từ anh em. Quay cái đậu xanh này. Quay giáp trâu vậy. Vãi cả trưởng. Hai. Mình cảm giác nó xài ra gì mà trâu vãi trưởng luôn anh em ơi. Gắt. Tầm này căng phết rồi nha anh em ơi. Mấy đứa vậy? Ok. Ba đứa. Ba đứa duy nhất này. Bo thủ ở ngoài này nha anh em. Đứng ở đây. Đó. Nhiều bom keo để làm gì? Đứng ở đây nha anh em. Bình tĩnh. Ngồi đây. Chờ đứa trên chạy xuống này. Còn đứa trong nhà nữa mà anh em. Gì vậy? Câu liệu kiểu gì vậy? Câu liệu kiểu gì vậy bạn ơi? Yes. Top 1. Ui dồi ôi. Thầy giáo kẹo mà lại anh em hướng dẫn anh em lên rank, gọi là cộng điểm lên rank thần tốc nha mọi người. Top 1 lần này. Ngon lành nhỉ anh em. Và đây anh em, thầy giáo kẹo không hứa giúp cho anh em lên có thể là lên rank huyền thoại, nhưng thầy giáo kẹo sẽ hứa giúp cho anh em gọi là lên rank thần tốc luôn nha anh em. Anh em được cộng nhiều điểm nhất luôn nhá. Trận này mình được cộng 42 điểm nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.